Thưa các bạn, trước mắt chúng ta là khu du lịch sinh thái Mỏ Ó thuộc ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Sở dĩ có cái tên địa danh Mỏ Ó là do giao nhau giữa hai cửa sông là Mỹ Thanh và cửa Trần Đề, hình thành lên một khu đất có cái mỏm ra như cái mỏ có nên người ta có cái địa danh gọi là Mỏ Ó. Nơi đây là cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 40 km, cách Cần Thơ khoảng 85 km, cách khu hành chính của huyện Trần Đề khoảng khoảng 7 đến 10 km. Khu du lịch này thì nằm lọt thỏm trong cánh rừng rừng phòng hộ ven biển rừng mặn đó, là khoảng gần 300 hecta, nên còn giữ được cái nét hoang sơ chưa bị ảnh hưởng tác động của con người. Nơi đây thì được ghi nhận là có nhiều loài chim quý hiếm, tôm cá rất là phong phú, ví dụ như tôm tép, cá nhác, cá chẽm, cua biển, ba khía, đặc biệt là cá bóng sào, cá thò lòi rất là ngon các bạn. Các bạn đến đây thì có dịp thì có thể đặt mua cá thò lòi rẻ mà ngon, kể cả cá bóng sào. Cá bóng sào thì thịt rất là thơm ngon, các bạn có thể nấu canh chua bần, kho tiêu. Đây thì người ta xây một cái cây cầu, xe bánh có thể chạy vào luôn nha các bạn. Cái cầu này dài khoảng trên 200 mét để nối từ đất liền ra ngoài và giữa biển, ngoài biển qua ra bờ biển đó. Đây mình đã ra khỏi cái ra cái chót vót của cây cầu phía xa, bạn thấy này đang nước đang ròng ha. Cái hướng các bạn đang nhìn đó là cái cửa biển Mỹ Thanh, cái bờ mờ mờ bên kia đó là thuộc địa phận của thị xã Vĩnh Châu rồi, đó là gần cái khu du lịch Hồ Bể đó. Còn đây hướng này là hướng về cửa biển Trần Đề. Còn đây hướng ra Biển Đông, nơi đây là ra côn đảo rất là gần nha các bạn. Đây cái hướng này là có cách đây khoảng chừng 7 km là có bến tàu xuất bê tông, bến tàu đi côn đảo. Bạn nhìn thấy cái mấy cái trụ điện gió, tức là nhà máy phong điện đó, nó thuộc địa phận của xã Vĩnh Hải của thị xã Vĩnh Châu. Em bé này đang đẩy mông bắt con chim chép. Đây là dùng bể bồi, nếu mà không có mông là các bạn không thể nào đi được, tại vì lún bùn nó lún dữ lắm, đi phải có mông lướt trên bùn mới đi được. Đây con cá bóng sào, đây cá bóng sào này là mình câu nó không ăn, giăng lưới không dính, bắt nó là chỉ thục ha, mà cái hang sâu hàng hơn 1 mét, những người có kinh nghiệm người ta mới bắt được. Các bạn có nhu cầu thì đặt đặt người ta thục hang, người ta bán lại cho mình thì ngồi đợi khoảng 1 tiếng hay tiếng đồng hồ vậy đó là người ta đem lên. Cá này ngon, thơm ngon lắm, nó ngon hơn cá kèo nữa nha các bạn, rất là ngon. Nãy mình có hỏi thử em bé thì nói là người ta đâu có bắt tiêu con cá à, bắt tiêu rồi, người ta bán 1 ký là khoảng 70 ngàn, mình có nhu cầu mình đặt thì người ta đi bắt liền cho mình, thì khoảng 1 tiếng hồ có khoảng 1 ký cá về nấu canh chua. Nếu mà anh chui vào hàng ha, anh chui vào hàng ha, nếu mà nấu canh chua mình xin người ta lượm vài trái bần chín,
gì nấu chua luôn, rồi kho tiêu. Em bé này thì đang bắt con chim chép. Con chim chép mà mình có nhu cầu mua thì người ta cũng bán luôn, ký khoảng 30.000. Đây người ta bắt rất là nhiều. Người đàn ông này cũng đẩy mông đi bắt chim chép. Cái mông là người ta đóng cái miếng dán, mà đóng miếng dán là để lướt trên bùn. Nhờ cái tiết diện rộng nó thành ra là nó lướt trên bùn, nó không bị lún. Nếu không có thì mình không thể nào lội nổi đâu. Nếu như các bạn thích khám phá thì thể đem đồ ngắn theo, thì thuê thuê người ta đẩy mông, một cái mông gì đó ngồi được người, ngồi trên chỗ cái tay của người vịn đó, rồi trên đó đó người người sao đẩy. Còn nếu các bạn muốn đẩy một mình cũng được, nhưng mà nghĩ là thuê người đẩy. Ở đây nó có dịch vụ này đó, đó như em bé là đẩy đó, là cái chỗ cái tay em bé để trên đó là ngồi trên đó đó, đẩy đi đó đó đó, đi cái vận tốc cũng nhanh lắm đó, rất là nhanh đó, không có là không thể nào lộ nổi, nó bùng nó lúng khỏi đầu gối luôn. Tốc độ em bé đi nhanh à, chỉ búng búng như lướt trên trên bùn à, rất là nhanh đó, còn theo đã. con sông Mỹ Thanh, con sông Mỹ Thanh thì nó không nằm trong hệ thống sông Cửu Long nha các bạn. Ở dưới phía nam thì con sông Mỹ Thanh, còn phía trên là con sông Vàm Cỏ, cũng không nằm trong cái hệ thống sông Cửu Long. Sông Cửu Long thì nó có 9 cửa, sông sông Tiền thì nó có 6 cửa, là gồm có đây coi cửa Hàm Luông, rồi cửa Đại, cửa Tiểu, Ba Lai, rồi Cổ Chiên với Cung Hầu. Còn đối với con sông Hậu thì nó có 3 cửa là cửa Định An, cửa Bát Sắt tức là Ba Thắt đó, rồi cửa Trần Đề. Nhưng mà hiện nay còn có 7 cửa nữa các bạn. Bên sông Tiền thì cái cửa Ba Lai đó là cũng phù sa bồi lắng hết rồi. Còn bên phía con sông Hậu thì cái cửa Bát Sắt đó, cái cửa nằm ở giữa cái cù lao Dung đó, thì cũng phù sa bồi lấp rồi. Hiện giờ con sông Hậu chỉ còn 2 cửa là cửa Định An với cửa Trần Đề thôi. Vậy là hệ thống sông Cửu Long thì cũng có 7 cửa thôi. Người ta đạp mông chạy đi nhanh, tốc độ nhanh ghê. Phía xa có cái nhà đó các bạn, đó là cái nhà hàng á, cái nhà hàng để phục vụ mình, ví dụ mình muốn ăn cá biển gì đó lên đó đặt cũng có. Ở đây là ghế bần á, ghế bần nghiệp phổi, tức là người ta gọi là cạc bần á, giúp cho cung cấp oxy cho ghế. Mà khi nước lớn thì chim ý tôm cá nó chú ngụ đây nè, rồi nó giúp cho lắng động phù sa. Nếu mà các bạn đi đến đây mà nước lớn thì có thể thuê xuồng, thuê người ta bơi xuồng này trong cái đường bằng nè, đi ngắm cảnh ở trong này, tìm chốn yên lành cũng lý tưởng lắm. Đây cũng có sóng gió nhẹ thôi chứ nó không có sóng mạnh nguy hiểm, các bạn yên tâm đi. Cái cánh rừng nguyên sinh này thì chủ yếu là cái bần, thì hoa bần nè các bạn ha. Hoa bần này là các bạn có ăn chưa, làm gỏi, gỏi tép, tép luộc làm gỏi ăn rất là ngon. Ở đây thì chủ yếu là bần, nhưng mà bên cạnh nó cũng còn có cây cây mắm, cây đước, cây giá, nó mọc cũng xen lẫn bần, nhưng mà cái chính là bần thôi. Đấy, bần nhiều. Các bạn mua cá thòi lòi biển hoặc cá bóng sao về nấu canh chua thì hỏi xin người ta lượm vài trái bần chín về mình nấu. Các bạn trẻ thích đam mê khám phá thì đây là nơi lý tưởng.
nước nếu mà đi tới nước ròng thì mình thuê cái mông mình đạp mông, rồi mình mua cá sao hay cá lòi lòi thì đặt ở nhà hàng ta nấu mình ăn cơm, hoặc là mua đem mang về. Rồi khi nước lớn là các bạn thuê xuồng á, dịch vụ người ta ở đây có nè. À, nước lớn nó sẽ ngập những cái rặng cây này, cho mình bơi xuồng trong cái rặng cây này nè, mình khám phá khu rừng rừng phòng hộ ven biển nè. Nghe cây 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 mắm, cây đước, cây giá thì nó có hiện diện đây nhưng mà bằng là chính. Này các bạn nhìn thấy cái hoa bằng ha, rất là đẹp đẹp và đẹp vậy mà nãy mình giới thiệu và làm gỏi ăn chứ không, không nỡ đẹp quá. Thời lượng video đến đây xin kết thúc nha các bạn. À, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy cho mình xin bấm nút đăng ký để đón xem các video tiếp theo. Chúc các bạn thân tâm an lạc, vui vẻ, làm ăn phát tài phát lộc, an khang thịnh vượng. Xin tạm biệt.